Nhắc đến các loại gỗ phong thủy mang lại tài lộc, may mắn cho chủ nhân thì không thể nhắc đến gỗ sưa. Nếu bạn hiểu biết về gỗ thì chắc chắn đã nghe qua gỗ sưa hút tà khí, mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ. Đây là một loại gỗ có lẽ thực sự chỉ dành cho những người say mê với đồ gỗ, cổ vật và có điều kiện kinh tế. Trong video ngày hôm nay thì Đồ Gỗ Tùng Tám xin mời các bạn cùng tìm hiểu về loại gỗ này, giá trị như nào, và đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video kiến thức mới nhất về đồ gỗ. Khái niệm. Theo Bách Khoa Toàn Thư thì cây gỗ sưa có các thông tin cơ bản như sau. Về tên gọi thì có nhiều tên gọi khác nhau như gỗ sưa Bắc Bộ, Huệ Mộc Vàng, Trắc Thối, cây thuộc họ đậu. Lúc tăng trưởng thì có thể đạt đến độ cao 10 đến 15 mét. Thân có lớp vỏ màu vàng nâu, xám hay bị nứt dọc. Hai loại gỗ sưa phổ biến ở nước ta là gỗ sưa đen và gỗ sưa đỏ. Cả hai đều cho hoa quả đẹp, quả to. Khi đốt thì sẽ không gây mùi. Tuy nhiên, gỗ sưa đỏ vẫn được đánh giá là quý hiếm hơn. Và đây là loài cây ưa sáng, ưa đất sâu, xốp và ẩm. Cây thường phân bố ở nhiều độ cao, dưới 500 mét. Quả khi già sẽ khô thành hạt, rơi rụng xuống đất để tạo thành cây con. Thân cây hơi nhẵn, màu xám trắng và lúc nhỏ thì có dáng hơi cong. Cũng giống như các loại cây khác thì cây sẽ tàn vào cuối thu và đầu xuân, thay lá ra hoa trắng nhìn rất đẹp. Gỗ có hương thơm ngào ngạt, có tỷ trọng nặng hơn gỗ bình thường. Các vân gỗ tạo thành họa tiết trông bắt mắt, thích hợp để làm đồ gỗ phong thủy. Loài cây này thì chủ yếu phân bố ở các khu vực miền Bắc và tập trung nhiều ở Hải Nam, Trung Quốc. Nếu bạn nghe qua thì có vẻ hơi xa lạ với tên gọi này thì chắc chắn quen thuộc hơn với tên gọi là huỳnh đàn. Công dụng. Vào thời xa xưa thì khi còn chế độ vua chúa thì gỗ sưa thường được dùng để đóng đồ gỗ nội thất cao cấp cho giới thượng lưu. Loại gỗ này được cho là vừa chắc chắn vừa là loại dược liệu quý. Chính vì vậy, ngày nay giới nhà giàu chịu chơi thì thường săn đón loại gỗ quý này rất nhiều. Mặt khác, do loại gỗ này thì có mùi thơm đặc trưng, tán rộng và cho hoa trắng đẹp nên cũng thường dùng để làm cảnh quan đường phố. Theo giáo sư Đỗ Tất Lợi thì loại gỗ này còn được sử dụng chung với dạ dày nhím để chữa những chứng bệnh đau dạ dày. Một số nghiên cứu khác thì chiết xuất một số chất gỗ trong gỗ sưa còn là phương thuốc chữa ung thư dạ dày hiệu quả. Loại cây đa năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng của cuộc sống nên giá thành của nó hiện đang rất cao. Độ quý giá. Do gỗ sưa thì rất tiện dụng, ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống nên đang bị khai thác tận diệt. Ở Việt Nam thì loại gỗ này được xếp vào nhóm 1A nên đặc biệt quý hiếm. Mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ loại cây này vì nó đang lâm vào nguy cơ tuyệt chủng. Nhiều người không tìm hiểu thấy những món đồ được làm từ gỗ sưa có giá trên trời thì lại cho là lừa đảo. Tuy nhiên, bạn phải tìm hiểu và biết được để khai thác được loại gỗ này thì cần phải chờ đợi thời gian rất lâu. Vì vậy, nó mắc là chuyện đương nhiên. Cách nhận biết. Do gỗ sưa trong nước không đủ để sử dụng nên gỗ sưa Lào hay là gỗ sưa dây được nhập vào nước ta. Loại sưa nhập này thì cũng có vân gỗ rất đẹp, mùi thơm thoang thoảng, dễ chịu nhưng giá thành lại rẻ hơn sưa nước ta rất nhiều. Nếu không có chuyên môn thì bạn rất khó để phân biệt được hai loại gỗ sưa nhập và trong nước. Điều này chỉ có người thợ chuyên nghiệp mới làm được và họ sẽ dựa vào những đặc điểm như vân gỗ, màu sắc, mùi hương, độ đặc quánh của tinh dầu chiết xuất từ gỗ sưa. Ngoài ra thì lửa đốt, loại gỗ này thường cho màu trắng sáng, rất dễ phân biệt với các loại gỗ khác. Mùi của gỗ sưa. Gỗ sưa có mùi rất đặc trưng, khác hẳn mùi của các loại gỗ khác. Cụ thể, mùi hương thoang thoảng, nhẹ nhàng, kiểu hương trầm. Cây có nhựa màu trắng sữa, dẻo và mùi thơm ngào ngạt. Mùi nghe qua thì sẽ thanh thanh, tự nhiên của mùi trầm hương. Khi ngửi mùi thơm này thì chủ nhân sẽ luôn tỉnh táo và sảng khoái tinh thần. Vì vậy, có người rất thích tiếp xúc với mùi thơm này như một cách thư giãn, xua đi mệt mỏi, căng thẳng. Tuy nhiên, mùi hương này thì không giống như mùi thoang thoảng, nhẹ dịu của gỗ hương. Đặc biệt, khi đốt thì gỗ sưa lại tỏa ra mùi hôi rất khó chịu, gây đau đầu cho nhiều người tiếp xúc. Và đây cũng là lý do mà loại gỗ này được gọi là chắc thối. Chính vì thế, người mua thì có thể dựa vào đặc điểm này để nhận biết, lựa chọn đúng loại gỗ sưa. Mùi của loại gỗ này thì rất quan trọng để phân biệt và mua đúng loại gỗ đắt đỏ này. Việc nhận biết mùi thì người mua sẽ không còn lo sợ việc mua nhầm các loại gỗ nhái khác tràn lan trên thị trường hiện nay. Gỗ sưa đen. Gỗ sưa màu đen thì cũng thuộc nhóm gỗ có giá trị sử dụng cao trên thị trường. Gỗ có mùi hương đặc trưng, càng sử dụng thì càng thơm và bóng đẹp. Và khi đốt thì gỗ sẽ cho màu trắng đục, rất đặc trưng để phân biệt với các loại gỗ khác. Lõi của sưa đen thì chỉ dùng cho những cây có tuổi thọ trên 100 năm tuổi. Gỗ có thớ đen mịn, vừa dẻo vừa cứng và có nhiều họa tiết tự nhiên cực đẹp. Gỗ đủ cứng chắc để có thể chế tác thành các món đồ nội thất. Loại gỗ này thì đang ngày càng quý hiếm, vì vậy nó được nằm trong danh mục các cây bị nghiêm cấm khai thác. Tuy nhiên, nếu sử dụng vì mục đích thương nghiệp thì đã có thể khai thác cây đã trưởng thành. Và giá thành của gỗ sưa thì luôn là một bí ẩn, chưa nơi nào có thể đưa ra một con số cố định. Gỗ sưa đỏ. Trong các loại gỗ sưa thì gỗ sưa đỏ thuộc nhóm 1A nên rất quý hiếm. Gỗ rất chắc chắn, có nhiều đường vân đẹp nên phù hợp để chế tác các món đồ.
cây hiện nay đang nằm trong danh mục quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng nên là cần được bảo vệ khẩn cấp. Giá gỗ sưa đỏ cũng không ai đoán trước được, giá sẽ khá cao và tùy thuộc vào độ tuổi của cây thì các lái buôn thường tìm đến những làng nghề gỗ gạ gẫm người trồng để mua bằng được loại gỗ quý hiếm này. Chỉ thế thôi thì bạn đã thấy được sưa đỏ quý hiếm như thế nào. Các mạnh hợp với gỗ sưa. Gỗ sưa là loại cây quý hiếm, vì vậy giá bán loại gỗ này lên tới vài trăm triệu hay tiền tỷ là chuyện bình thường. Mặt khác, vòng tay gỗ sưa thì cũng có rất giá trị và đang nhiều người chọn mua để mang lại vận may cho mình. Tuy nhiên, không phải mệnh nào cũng sử dụng được. Và sau đây là bản mệnh để xem bạn có phù hợp với vòng tay này không. Người mệnh kim và thổ. Người có hai bản mệnh này thì không phù hợp với vòng tay gỗ sưa, vì màu sắc phù hợp với người mệnh kim và thổ là màu vàng óng, trong khi gỗ sưa chủ yếu có màu đỏ nên món đồ này sẽ không phù hợp để đeo. Người mệnh mộc và thủy. Người mệnh mộc và thủy thì chắc chắn sẽ hợp với những món đồ làm từ gỗ. Hai bản mệnh này hợp màu đen là sự lựa chọn lý tưởng. Và gỗ sưa thì với vân đẹp, độc đáo, nhằm chắc chắn phải chọn để mang lại tài lộc cho mình. Người mệnh hỏa. Người mệnh hỏa thì cần chắc chắn phải sở hữu ngay vòng tay gỗ sưa. Vân gỗ độc đáo nên khi nhìn vào vật phẩm sẽ rất độc đáo và VIP, chủ nhân sẽ luôn gặp được may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Qua những kiến thức chúng tôi chia sẻ trên thì có lẽ bạn đã biết được gỗ sưa quý hiếm và nhiều ứng dụng trong cuộc sống như thế nào. Vì vậy, nếu thật sự có nhu cầu thì đừng tiếc tiền sở hữu một món đồ thú vị bằng gỗ sưa. Hy vọng những thông tin này đã giúp bạn hiểu được một phần nào đó về gỗ sưa. Đừng quên bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi thêm nhiều video kiến thức thú vị về đồ gỗ.